Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 22 tháng 2. Bắt cán bộ địa chính cấp 2 sổ đỏ cho một thửa đất. Và theo nguồn tin từ báo Pháp Luật thì cán bộ địa chính đã qua mặt một số cơ quan chức năng dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận lấn lên diện tích khác gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 21 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Ninh, Bình Thuận đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Ninh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thuận Thiên, công chức địa chính thuộc Ủy ban Nhân dân xã Sông Lĩ. Và Thiên bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ ban đầu, Thiên là công chức địa chính thuộc Ủy ban Nhân dân xã Sông Lĩ, Bình Thuận từ năm 2016 đến tháng 1 năm 2022. Do động cơ cá nhân nên trong quá trình làm việc, Thiên đã cố ý không thực hiện đầy đủ quy định về pháp luật đất đai. Cụ thể, Thiên đã hợp thức hóa hồ sơ xét duyệt tính pháp lý thửa đất qua mặt số cơ quan chức năng, dẫn đến Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lên, lấn lên thửa đất đã có sổ đỏ gây hậu quả nghiêm trọng. Và đó là thông tin ngày 22 tháng 2. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên đăng ký vào chung. Tạm biệt.